có tiếp xúc gì đâu ạ. À, còn còn Nhật Anh thì ưa. Nhật Anh là vì có người yêu cũ mới quay được. Anh được. Cảm ơn người yêu cũ của chị. Không phải, không có vấn đề gì ở không. Chỉ là đàn ông với nhau thì cảm thấy đơn giản. Đấy nó đơn giản, có cái gì không? Nhưng mà phụ nữ thì lúc nào cũng cảm thấy nhiều có chiêu. Có khi chưa gặp bao giờ đâu, nhưng mà gặp bao giờ đã phụ nữ. Đúng rồi đấy. Mà chỉ cần xuất hiện trong một câu chuyện thôi là đã thấy. Chính xác. Hồi đấy là CJ vừa up lên Facebook khoe người yêu mới là mình. Bạn người yêu cũ bảo chúc mừng. Mà lại chúc mừng dây của tôi. Thế là thôi mình dỗi cả buổi tối luôn. Anh này lại tức tốc từ phải phi xe từ nhà sang nhà người yêu để dỗ. Cuộc sống của đàn ông như thế nào chứ? Có người kia ngoài kia nó làm cái chuyện nào mình là người phải chịu phạt. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng đã chia sẻ rất là nhiều tiền. Và bây giờ đến phần câu hỏi nguy hiểm số 2. Sẵn sàng chưa nào? Rồi. Tôi vẫn chưa thấy thoải mái với gia đình của vợ hoặc là của chồng. Tức là thoải mái rồi á? Đoạn thoải mái, đều thoải mái hết. Wow. Trước đây sau khi kết hôn thì đã có cái giai đoạn nào mà cảm thấy ví dụ như chuyện mẹ chồng nàng dâu hoặc là Nhật Anh với nhà vợ ấy có những cái khúc mắc hay những cái khó xử gì chưa? Thời gian đầu thì sẽ có bé tranh đúng không? Sẽ có những cái suy nghĩ ví dụ như là Trang sẽ quen ở với cả bố mẹ Trang, sang bên nhà Nhật Anh thì sẽ có những cái về nếp sinh hoạt nó sẽ khác, quen lại thôi. Rồi. Hay là như Nhật Anh cũng quen ở với bố mẹ Nhật Anh rồi. Sang nhà Trang cũng sẽ có những cái khác. Rồi. Thế thấy các bạn bảo là hồi đầu mới yêu thì có nhiều cái mà mình chưa được quen, chưa được thoải mái đúng không? Thế thì chị muốn hỏi là thế lần đầu hai bạn về ra mắt gia đình nhau thì như thế nào? Thì anh Nhật Anh Trang thì cũng hơi nghiêng. Sau rồi có vẻ không thích anh Nhật Anh. Phải mất một thời gian thì mới về sau thì quen thì mình cũng hiểu mọi người thôi. Thấy vui vẻ chứ không phải hồi đầu cũng sợ hết thì bố mẹ nghiêng nhỉ. Thế có kỷ niệm gì đáng nhớ trong cái ngày đầu tiên Nhật Anh ra mắt tân nhà vợ không? Không có buổi nào ra mắt chính thức cả. Kiểu như là hồng đoạn sau mới là chính thức. Vâng, đoạn đầu thì cứ hai đứa đón em về thì đứng cửa ấy. Thì khó bắt gặp. Câu hỏi số 3 nhá. Tôi cảm thấy mình thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này. Thế em có muốn kể ra thiệt thòi như thế nào? Như thế nào? Thì em thấy đấy, ngay từ khi mà kiểu mới cưới về là em đã thấy thiệt thòi hơn là vì em phải xa bố mẹ rồi nè. Anh vẫn được ở cạnh bố mẹ, phải xa bố mẹ. Sau đấy thì đến lúc sinh em bé thì cũng thấy là thời gian mang thai cũng bị nghén ngẩm này, cũng mệt này, rồi là đẻ ra cũng phải công chăm cũng khá là vất vả. Thì em cũng thấy là phụ nữ cũng đã cũng có vẻ là thiệt thòi hơn về gọi là cái thiên chức các thứ. Thế trong suốt quá trình 22 tháng chăm bé đã bao giờ cái việc vừa làm vợ vừa làm mẹ nó khiến cho em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cảm thấy kiểu nó đã chạm đến cái giới hạn chịu đựng của mình chưa? Chắc chỉ có đoạn đầu mới sinh nhá, đoạn đấy đâu. Và hôm nay mình có một cặp đôi vô cùng đặc biệt, chúng ta hãy cùng làm quen nha. Xin chào bạn Trang và bạn Nhật Anh. Xin chào các bạn, mình là Nhật Anh, là một YouTuber. Xin chào mọi người, mình là Trang Đinh, là vợ của anh Nhật Anh và hiện tại thì đang kinh doanh tự do. Chị có một câu hỏi rất là đặc biệt. Duyên nào khiến hai bạn gặp gỡ nhau và làm quen với nhau? Bọn mình thì là có một nhóm bạn chung, các anh chị chơi cùng với nhau, thế là trong một buổi đi chơi chung thì hai người bắt đầu gặp nhau. Nhóm gặp nhau thì là tự vô tình gặp nhau thôi. Từ khi gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên của hai bạn về nhau như thế nào? Em không có ấn tượng gì vì em không biết anh này, hồi đấy là anh ấy làm YouTube rồi nhưng em thực sự không giống em. Không phải đối tượng khách hàng. Thế Trang, lúc mà các bạn gặp nhau đầu tiên, tại sao hai bạn lại có duyên nói chuyện với nhau? Và sau khi nói chuyện với nhau thì hai bạn có ấn tượng gì với nhau không? Ban đầu là cũng không nói gì với nhau. Không, em không nói gì với nhau cả, của em thì gắn ghép ấy ạ. Tức là chỉ là trong một bàn với nhau thôi. Tức là chỉ gặp cùng trong một buổi gặp thôi ạ. Còn không nói chuyện, không nhìn gì đến nhau. Không nói chuyện, không để ý. Là sao có thể như thế được, một cô gái xinh như thế này mà em không hoàn toàn, em không ấn tượng gì. Không phải, tại hôm đấy là Trang cũng đang ốm nè. Hơi mệt, thấy con dáng cao các thứ. Trông cũng để ý, trong bạn này có vẻ ham chơi chứ nhở. Đang ốm thế này rồi mà không đi chơi. Hóa ra là đang buồn, muốn đi giải khuây một tí. Thế thì khi không ấn tượng với nhau như thế thì điều gì đã khiến hai người nói chuyện với nhau? Xong rồi lúc về nhà thì
thì các anh chị ngồi cùng bàn xong rồi cũng nói chuyện qua lại với nhau xong tự nhiên lại tác tên nhau vào để gắn là ghép ship, rồi trêu. Lúc đấy thì đang vui mà thì cả hai đều cũng độc thân thì cũng trả lời qua lại rồi cũng trêu nhau. CJ có nghe đồn, không biết có đúng hay không, là hoàn cảnh của Trang lúc mà gặp Nhật Anh thì nó giống y hệt hoàn cảnh của vợ mình lúc mà gặp CJ. Bởi vì hồi đấy là vợ mình vừa mới chia tay người yêu được một ngày, thế là mình gặp nhau luôn. Thì cái hoàn cảnh đấy có đúng với hoàn cảnh của Trang không? Em thì cãi nhau với bạn trai cũng một thời gian rồi, nhưng mà xong rồi cứ rất là nhằng mãi không xong. Thì em đợt em cũng hơi mệt với ốm với các thứ, em mới chán quá em mới kiểu muốn đi gặp bạn bè giải khuây ấy. Rồi thì tự dưng đi gặp anh này. Sau khi hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau thì ấn tượng đầu tiên về hai người là như thế nào? Chưa có ấn tượng gì nhiều. Ôi, bắt đầu nói chuyện rồi mà. Nói chuyện mà cái kiểu nói chuyện kiểu trêu nhau thôi. Cứ comment qua lại thôi, còn không có Facebook của nhau luôn ấy. Thế cái việc hẹn hò bắt đầu từ bao giờ? Khoảng vài hôm. Vài hôm? Vẫn nói chuyện qua đội bạn ấy ạ. Ok. Thấy vài hôm thì, tức là đội đấy là tuần nào cũng đi chơi anh ạ. Tuần nào đi chơi thì sau đấy thì cứ rủ nhau. Đi chơi với hồi cơ hội, đi chơi với hồi bạn thì lại gặp nhau. Nhưng mà đi chơi là đi chơi kiểu gì? Đi ăn uống ấy ạ. Ăn uống xong rồi Đến khoảng 2 giờ, 4 giờ sáng nhỉ? Nhà Trang tổng bố mẹ cũng là bộ đội nên là cũng khá nhiều. Nhà mình thì bố mẹ lại là giáo viên. Ôi, một sự kết hợp kiểu rất là truyền thống. Thế thì đến một thời gian thì Nhật Anh sẽ sẵn sàng rằng là ui, tôi muốn tán tỉnh cô này. Là từ lúc nào và điều gì khiến Nhật Anh quyết định là mình sẽ đi tới hướng đó? Nó cứ dần dần thấy có vẻ hợp hơn, nhiều điểm chung, có nhiều cái điểm chung kiểu như là cấp 2 học chung trường chẳng hạn, không biết. Vậy thì xin rất là tò mò nhé, gia đình của Nhật Anh thì là vừa là giáo viên đúng không? Còn gia đình của Trang thì là bộ đội. Thế thì lúc mà Nhật Anh phát hiện rằng là bố mẹ của Trang là những người trong gọi là trong ngành đi, trong bộ đội. Thì Nhật Anh có bị ngại, có bị sợ hãi không? Thật ra là trước khi được ship thì cũng được giới thiệu gọi là kỹ càng lắm mà. Đây là gia đình quân nhân này, đây gia đình giáo viên này, hợp nhau thế gì nữa kiểu nhau mà. Thế ai là người tán đối phương? Nhưng không phải em, chị muốn hỏi sang là điều gì từ anh Nhật Anh ngoài cái vẻ duyên dáng và dí dỏm ra thì điều gì là khiến em đổ anh ấy? Em thấy tính cách cũng hợp nhau này, rồi là nói chuyện một vài hôm rồi là các thứ, em thấy anh ấy vui tính. Em lúc đầu chỉ định làm bạn thôi. Okay. Bởi vì là lúc đầu chỉ định ép Facebook để làm bạn thôi. Thế sau đấy thì một thời gian sau thì cứ thấy là cũng hiểu, rồi là cũng tiến đến một mối quan hệ kiểu yêu đương, em thấy hợp lý. Bởi vì là hai người hợp nhau mà, cứ đồng hành cùng nhau thôi, hay là đến đâu thì đến. Như chị với cả anh Jay chẳng hạn, khi mà chị biết anh Jay cũng là một người khá là nổi tiếng ở trong cộng đồng YouTube và cũng có nhiều fan ở bên ngoài, thì chị cũng cảm thấy là có một thứ gì đó khác biệt. Nếu như mình nhận lời yêu thì nó sẽ khác với cả những cái người đàn ông trước mà mình đã từng hẹn hò. Thì Trang có cảm thấy như thế với cả Nhật Anh không? Nhiệt rồi. Từng yêu một người nổi tiếng à? Có nổi hơn Nhật Anh không? Cũng có chứ. Trời ơi, chứ mình không biết Nhật Anh là ai. CJ lỡ xem một cái clip. Đây là cái clip mà Nhật Anh so sánh chó với bồ. Nhật Anh nói rằng là cái việc nuôi chó nó sướng. Sướng là việc nuôi bồ. Thế Trang nghĩ sao về cái việc này trước khi đổi ý? Trang đã xem video đấy chưa? Anh yêu rồi. Chứ mà anh Nhật Anh trước khi đăng cái đấy là đã nói chuyện với em rồi. Thế sau đấy chứ mà thực ra ở ngoài không nuôi chó, cũng không nuôi mèo gì cả. Nó chỉ là một cái con tên thôi đúng không? Thì làm cái đấy để kiểu so sánh và kiểu như là phục vụ công việc. Thế em nói sao khi mà biết được cái ý tưởng đấy của Nhật Anh? Em thì bảo thôi, thực ra là công việc của anh thì em luôn ủng hộ thôi. Chỉ có điều là khi mà cái video đấy lên trên mạng xã hội thì mọi người bạn bè em kiểu em bảo thôi mà ôi sao lại để cho người yêu nói như thế này các kiểu. Điều gì khiến hai bạn quyết định là mình sẽ đến việc kết hôn? Thật ra thì cả hai bên thì cũng đang gọi là bố mẹ cũng muốn là cả hai lập gia đình. Hai người thì thấy hợp nhau mà thấy
đây là đối tượng của mình rồi. Chung kết chốt thôi. Ôi, thế là đến gọi là đến bến xe cuối cùng. Nhà. Cái sự kiện nào khiến cho Nhật Anh quyết định cầu hôn? Nó cũng hơi mang tính thủ tục một tí, vì là thật ra là khi cầu hôn thì đã chốt cưới hết các kiểu rồi. Thì hỏi tóm lại là ông có cầu hôn không ấy? Có. Nhưng mà cũng muốn làm gì vui vui bất ngờ cho. Thế xong vợ. Trang có bị bất ngờ không? Cũng nghĩ là tại sao cưới mà lại không được cầu hôn kiểu này. Kiểu thấy bạn bè được cầu hôn mình, kiểu bố mẹ sang nói chuyện các thứ rồi. Bố mẹ anh Nhật Anh sang rục rã rồi. Ui. Chốt các thứ rồi xong rồi bảo chán thế, người yêu chả gì cả. Đấy người ta gọi là việc của người lớn. Đấy. Ok, wow. Ở văn hóa Việt Nam nhỉ. Dù thế nhưng vẫn đã có sự đồng thuận của hai người. Không phải là bị gọi là bố mẹ đặt đâu ở đấy đúng không? Lúc mà được cầu hôn thì em cũng bất ngờ. Vui. Sướng đúng không? Ok. Để ra kiểu là cho hai người hẹn nhau đi ăn một bữa gọi là đón đi đấy, xong rồi xuống xe ngồi bảo Trang ơi lấy anh cái kẹo. Lúc đấy mở ra thì mình đã chuẩn bị sẵn cái hộp kẹo cao su thì vẫn như thế, nhưng mà mở ra thì có nhẫn bên trong. Nụ hôn đầu tiên diễn ra như thế nào? Diễn ra như thế nào và lúc nào? Kiểu bị gạt ghép thôi. Không, đấy là kiểu các anh chị kiểu thách ấy, thách kiểu thách ấy. Đây là đây là mượn rượu tỏ tình. Hôn nhau mới bắt đầu đến việc không hôn thôi, chỉ kiểu không biết à, kiểu đấy thôi. Thế như thế đấy là coi như là một nụ hôn thử thách thôi, nhưng mà cái nụ hôn mà tràn đầy cảm xúc mà gọi là nụ hôn đầu tiên của hai người yêu nhau ấy. Phải lâu không? Chẳng nhớ lắm. Đấy. Em chỉ nhớ cái quảng đầu kiểu trêu nhau vui vui thôi. Đằng sau là tìm hiểu cũng lâu mà. Wow. Người ta hay nhắc đến chuyện đó. Lần đầu tiên làm chuyện đó thì có phải lại mưa gì đó thì không? Hay là... Là đi chơi chung. Lại đi chơi chung. Đi chơi xong rồi. À, nhưng mà lần này đi du lịch với bạn bè. Đi du lịch chung. Hai người có thể kiểu diễn tả lại chuyện đó nó xảy ra, lần đầu tiên nó xảy ra như thế nào, ở đâu, bao giờ? Tiết lộ là đi lần đầu tiên đi du lịch thôi ạ. Cho mình hỏi hai bạn là hai bạn gặp nhau khi còn đang độc thân đúng không, và yêu nhau và sau đó thì là đi đến kết hôn một cách rất là tự nhiên và cảm giác mọi chuyện rất là dễ dàng, thế thì có bao giờ cảm thấy tiếc nuối cái cuộc sống độc thân của mình không, hoặc là có điều gì đấy khiến hai bạn tiếc nuối không? Mới kết hôn hoặc là trước khi kết hôn thì em bị kiểu cũng khá là hoang mang, bởi vì là đang ở cùng với mẹ, tự dưng lại phải sang một nơi ở mới, rồi là làm quen với cả cuộc sống sinh hoạt mới, thì em được cái cũng khá là bâng khuâng, thì em cũng hơi bâng ngỡ, thì em có nói với anh Nhật Anh là kiểu em sợ là em không thích nghi được ấy. Tại vì bao nhiêu năm sống với bố mẹ rồi, tự dưng bây giờ xa nhà ấy. Thế là anh cứ động viên là thôi cố gắng, rồi kiểu bố mẹ anh thì thế này thế kia các thứ vân vân, là để em biết trước về tình hình gia đình sinh hoạt các thứ ấy. Vậy là em ở chung với bố mẹ chồng luôn. Vâng. Thế còn Nhật Anh thì sao? Trước khi kết hôn em cũng là một người cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè và xã hội rất là rộng này. Rất năng động và đi chơi nhiều, đi quay nhiều. Thế thì lấy vợ xong có thấy tiếc không? Thế em thấy cũng không khác gì lắm, bởi vì trước khi kết hôn thì bọn em cũng yêu nhau 3 năm. Cái lúc cưới với cả lúc yêu thì thật ra nó cũng không khác nhau gì. Nhật Anh là không thấy khác lắm. Nó chỉ là thay đổi chỗ ở của đối với Trang thôi, còn đối với Nhật Anh thì vẫn ở nhà. Một điều nữa mà Phương muốn biết đấy là sau khi cưới thì là kết thúc 3 năm yêu nhau, bây giờ là mình đã hợp pháp hóa cái mối quan hệ rồi. Thì có người nào bắt đầu có những cái thay đổi sau hôn nhân không? Bọn em thấy bọn em vẫn thế, vẫn như những ngày đầu. Chỉ có đấy, chỉ có thêm thành viên thì là cuộc sống sinh hoạt nó khác thôi, còn về tính cách hay về các thứ thì nó vẫn thế nhờ. Các bạn làm vợ chồng son được bao lâu? Bọn em thì cũng không được lâu lắm. Đợt đấy tức là về sau 2 tuần thì bọn em đi trăng mật 1 tuần. Sau khi đi trăng mật về thử 2 thì lại có luôn. Đấy. Lúc đấy là cuộc sống bắt đầu thay đổi đúng không? Thế thì ví dụ như là có những cái cuộc vui sẽ phải giảm dần này, rồi có những cái thói quen mà của những người chưa làm bố chưa làm mẹ thì bây giờ là sẽ phải thay đổi hoàn toàn đúng không? Có thế cảm thấy tiếc nuối gì không? Từ khi mà có em bé thì em thiên về gia đình ấy, em kể cả công việc hay là về tất cả mọi thứ em gạt lại để em chăm cho em bé.
em nếu mà có thay đổi chắc chỉ có anh Nhật Anh thay đổi hơn. Em có một cái thay đổi đấy là em phải đánh đổi cái công việc mà em đang làm giờ hành chính. Đấy, 4 năm gắn bó thì cũng khá là nhiều kỷ niệm, nhưng mà thôi vì con với cả vì vợ chồng em là tự túc trong em bé, giúp đỡ của ông bà vì ông bà đang đều vẫn đang đi làm. Anh Nhật Anh cũng động viên em là thôi bây giờ cái công việc của anh lại không giống như các ông chồng khác, tức là việc của anh có thể làm ở nhà. Cả, nên là em có thể nghĩ đến phương án là làm ở nhà, hai vợ chồng cùng ở nhà, sau đấy thì mình sẽ tìm việc ở nhà cho vợ và có thể là phụ giúp cái công việc làm YouTube của anh Nhật Anh. Sau đấy thì em cũng khá là phân vân, mất mấy tháng, 1-2 tháng để quyết định. Và sau khi em quyết định như thế thì em có cảm thấy đấy là quyết định đúng đắn không? Đến bây giờ thì em thấy đúng đắn, bởi vì là em cảm giác như là mình tự tay chăm em bé rồi, là em thấy bạn dưới nhà em được có nhiều trải nghiệm với cả bố mẹ, với cả bên cạnh bố mẹ hơn. Theo như chị quan sát ý, là đàn ông Việt Nam thường là có một cái mặc định, đó là cái việc đẻ và việc chăm sóc con nhỏ, chăm sóc con khi con còn bé, còn sơ sinh ý, thì mặc định là của ông bà và của vợ. Thì Nhật Anh có đồng ý với quan điểm đấy không? Thật ra em nghĩ là đứa trẻ thì luôn cần có sự xuất hiện của mẹ, sẽ là người gọi là ở bên rồi giáo dục các thứ là chính. Tuy nhiên là ở gia đình em thì vì là em đặc thù công việc là có thể làm việc ở nhà, nên là có sẵn những cái đầu việc là coi như là gọi là giao riêng cho bố làm rồi. Ví dụ như hồi vợ em đẻ, mới đẻ thì phải bắt sữa rất là nhiều, thì em hay phải rửa bình sữa nhiều. Làm những cái rất là kích. Nhật Anh sẽ là người làm việc tay chân, còn Trang sẽ là người tập trung vào việc giáo dục của bé. Nhưng mà có nghĩ là như thế nó sẽ không được công bằng với việc Tất nhiên là cũng có cả bố nữa. Có cả bố nhưng ý là chỉ là mẹ nhiều hơn thôi. Ok, bây giờ đến phần mà khán giả đã mong chờ từ rất lâu rồi. Đây đến phần bóc phốt. Sau khi kết hôn rồi, yêu nhau rồi này nọ, thì Trang có điều gì mà muốn cho cả thế giới biết về Nhật Anh? Nhây quá, xong đến bây giờ là di truyền sang cho thằng dứa luôn. Là treo bùa vào để treo em. Wow, ok. Treo vợ đó, treo em là em đang cáu lắm rồi, em bảo thôi đừng treo đâu, đừng treo. Cứ vòng, xong rồi anh cứ cười cợt, anh ngồi bên cạnh anh cười. Nhưng mà em đang cáu lắm. Tức là trên mạng như thế nào thì ngoài đời như thế. Ok, tập số thứ hai. Hay vứt mấy cái đồ kiểu quần áo rồi tất đi vậy, vứt tất ra chỗ này chỗ kia, em có phải đi nhặt. Đàn ông mà. Em nhặt xong em để vào đâu? Nhà em có quy định là để trong một cái rổ để đi giặt ấy. Bây giờ việc đấy còn tiếp diễn không? Có ạ. Ok, thật xấu thứ ba. Vẫn là chuyện trêu, nhưng mà cái trêu này là trêu nhiều nhất trong cái cuộc đời em. Đấy là anh ấy xì hơi phải dình lúc nào phải đóng kín cửa, là phải hai vợ chồng hoặc phải đóng ô tô, nhưng mà kiểu phải anh ấy giữ ở ngoài cho nó này đấy không? Anh ấy nhìn thấy anh ấy cũng có rất là nhiều điểm chung hết nhỉ, là đang buồn lắm luôn, nhưng anh cứ vật cố nhìn đến lúc mà đứng bên cạnh em vào đấy, xong rồi đóng cửa lại, xong bắt đầu mới anh ấy mới làm cái đấy. Ok, đến lượt nhà này để bóp phốt ba thật xấu của bạn. Có một cái tật xấu mà mình rất không thích, đó là khi mà vợ mình dùng xong các cái chai lọ rồi, hay là các cái ví dụ như chai tương ớt tương cà đi rồi, thì sẽ không đóng cái nắp phít vào, xong rồi kiểu lúc mà chính vợ mình luôn, xong cầm kia vào nó bị đổ hết ra. Em không hiểu vì sao lại bị như thế, vì anh cũng đã không ý với em rồi, nhưng mà em vẫn bị như thế, em cố gắng sửa. Cái này có phải là từ lúc sinh xong là bắt đầu không, hay là em nghĩ thế, từ sinh xong em cảm thấy như là em có nhiều cái thay đổi ấy, hay gì đó. Rồi, okay. Hình như là em cũng bị như thế sau khi sinh xong đúng không? Anh thì không biết đâu, anh chỉ biết là tình huống hiện tại nó như thế nào, còn quá khứ nó như thế nào thì anh không biết. Quay lại cặp đôi đi. Quay lại. Tật xấu thứ hai. Hoàn hảo. Thế thì chị hỗ trợ một chút nhá. Về việc mình đang là trong ngày mà, đúng không? Thì vợ có hay ghen tuông không? Ghen thì cũng ghen lắm, nhưng mà cũng kiểu hỏi toàn thấy nó vô kiểu hay cà khịa đúng không? Đấy, hay cà khịa đi quay nó bảo quay bạn xinh không? Thế việc này còn làm Nhật Anh có chịu không? Thì cũng bình thường thôi đúng không? Vợ hỏi là chuyện đều thế thôi, hỏi vậy thôi.
Rồi, ok. Cũng khó chịu lắm, mình cũng không nghĩ đấy là tật xấu, các bà vợ đều thế mà. Ok. Ok, vậy thì không có gì xấu để mà kể nữa. Rồi. Thì có gì tốt để mà kể? Em thấy anh Nhật Anh cũng là một tiếp người đàn ông hướng về gia đình. Chia sẻ việc với cả vợ. Và từ trước đến giờ em thấy là anh ấy cũng vun vén, tức là nghĩ về những cái điều để gọi là xây dựng gia đình. Hướng về gia đình nhiều. Wow. Đôi khi vẫn hơi ham chơi một tí nhưng mà cái đấy nó chỉ là phần ít thôi, còn phần lớn thì vẫn là gia đình. Rồi. Thế là cũng hài lòng. Nhưng anh có lãng mạn không? Trước và sau khi cưới. Trước thì hồi mới yêu có, càng hồi mới yêu thì càng lãng mạn, càng về sau thì càng ít. Phần này thì cũng ít. Nhật Anh có thể kể một cái gì đó tốt với Trang. Chăm chỉ. Nhất là kiểu nấu ăn rồi cho con ăn rồi các thứ. Từ trước là nhà mình là cho dứa ăn dặm kiểu Nhật, làm rất là lích kích, làm cái rất nhỏ đấy. Hàng ngày là cứ kỳ cụi làm, còng cả lưng. Đến lúc vắt sữa thì cũng nhập, ngày đêm rất là mệt. Xong bây giờ thì một ngày thì lại nấu cơm 3 bữa cho chồng con ăn. Ôi trời, thế hai bạn có mong đối phương thay đổi điều gì không? Là dẫn đường như này là tốt lắm rồi. Wow. Đang giữ lại thôi. Ok, và bây giờ sẽ đến phần trách nhiệm. Một phần mà chúng ta sẽ gọi là những câu hỏi nguy hiểm. Chương trình hôm nay đã chuẩn bị một cái bảng cho hai vợ chồng. Thì các bạn hãy xem đằng sau ghế của mình. Ok, và cách chơi là chúng ta sẽ hỏi một vài câu hỏi. Nếu các bạn thấy câu hỏi này đúng thì chúng ta sẽ rơi cái chữ O, tức là màu xanh. Còn nếu mà không đúng thì chúng ta sẽ rơi cái chữ X. Ok, câu hỏi số 1. Tôi không ưa người yêu cũ của chồng hoặc vợ mình. Ê, cái này hay này. Tức là Trang có ưa hả? Nhưng mà không ưa. À, không ưa. Việc không ưa. À. Chứ không chả có tiếp xúc gì đâu ạ. À, còn Nhật Anh thì ưa. Tại vì Nhật Anh là vì có người yêu cũ mới quay được. Nhật Anh phải cảm ơn người yêu cũ của Trang. Được rồi. Không có vấn đề gì cả. Chỉ là đàn ông với nhau thì cảm thấy đơn chuyện đấy nó đơn giản, có cái gì đâu. Nhưng mà phụ nữ thì lúc nào cũng cảm thấy có chiêu. Có khi chưa gặp bao giờ đâu, nhưng mà... Đã gặp bao giờ đâu. Đúng rồi đấy, mà chỉ cần xuất hiện trong một câu chuyện thôi là đã thấy... Chính xác. Hồi đấy là CJ vừa up lên Facebook khoe người yêu mới là mình. Mà người yêu cũ bảo chúc mừng, mà lại chúc mừng dây của tôi. Thế là thôi mình dỗi cả buổi tối luôn. Anh này lại tức tốc từ phải phi xe từ nhà sang nhà người yêu để dỗ. Cuộc sống của đàn ông như thế nào chứ? Có người kia ngoài kia nó làm cái chuyện nào mình là người phải chịu phạt. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng đã chia sẻ rất là nhiều tiền. Và bây giờ đến phần câu hỏi nguy hiểm số 2. Sẵn sàng chưa nào? Rồi. Tôi vẫn chưa thấy thoải mái với gia đình của vợ hoặc là của chồng. Tức là thoải mái rồi á? Đoạn thoải mái, đều thoải mái hết. Wow. Thế trước đây sau khi kết hôn thì đã có cái giai đoạn nào mà cảm thấy ví dụ như chuyện mẹ chồng nàng dâu hoặc là Nhật Anh với nhà vợ ấy có những cái khúc mắc hay những cái khó xử chưa? Thực ra thì thời gian đầu thì sẽ có bé tranh đúng không? Sẽ có những cái suy nghĩ ví dụ như là Trang sẽ quen ở với cả bố mẹ Trang, sang bên nhà Nhật Anh thì sẽ có những cái về nếp sinh hoạt nó sẽ khác. Rồi. Quen lại thôi. Rồi. Hay là như Nhật Anh cũng quen ở với bố mẹ Nhật Anh rồi. Rồi. Sang nhà Trang cũng sẽ có những cái khác. Rồi. Thế thấy các bạn bảo là hồi đầu mới yêu thì có nhiều cái mà mình chưa được quen, chưa được thoải mái đúng không? Thế thì chị muốn hỏi là thế lần đầu hai bạn về ra mắt gia đình nhau thì như thế nào? Thì anh Nhật Anh Trang thì cũng hơi kiêng. Sợ là có vẻ không thích anh Nhật Anh. Phải mất một thời gian thì mới. Về sau thì quen thì mình cũng hiểu mọi người thôi, vui vẻ chứ không phải hồi đầu cũng sợ hết thì bố mẹ nghiêng nhở. Thế có kỷ niệm gì đáng nhớ trong cái ngày đầu tiên Nhật Anh ra mắt tân nhà vợ không? Không có buổi nào ra mắt chính thức cả. Kiểu là đoạn sau mới là chính thức. Vâng, đoạn đầu thì cứ hai đứa đón em về thì đứng cửa ấy. Thì khó bắt gặp. Câu hỏi số 3 nhá. Tôi cảm thấy mình thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này. Thế mà muốn kể ra thiệt thòi như thế nào?
Thì em thấy đấy, ngay từ khi mà kiểu mới cưới về là em đã thấy thiệt thòi hơn, là vì em phải xa bố mẹ rồi nè. Anh rồi. Anh vẫn được ở cạnh bố mẹ, em phải xa bố mẹ. Sau đấy thì đến lúc sinh em bé thì cũng thấy là thời gian mang thai cũng bị nghén ngẩm này, cũng mệt này, rồi là đẻ ra cũng phải công chăm, cũng khá là vất vả. Thì em cũng thấy là phụ nữ cũng đã cũng có vẻ là thiệt thòi hơn về gọi là cái thiên chức các thứ. Thế trong suốt quá trình 22 tháng chăm bé, đã bao giờ cái việc vừa làm vợ vừa làm mẹ nó khiến cho em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cảm thấy kiểu nó đã chạm đến cái giới hạn chịu đựng của mình chưa? Chắc chỉ có đoạn đầu mới sinh nữa, đấy là tâm lý nó cũng chưa ổn định. Đúng rồi, đúng rồi. Mới sinh xong rồi lại lần đầu nó bỡ ngỡ, đợt đấy em cũng hơi hoang mang một chút. Vậy thì Nhật Anh, thì cái việc làm chồng, làm bố thì đã bao giờ có những cái điều mà Nhật Anh rất muốn chia sẻ với vợ nhưng mà chưa có điều kiện để chia sẻ thật lòng với vợ? Như nhà mình thì cứ có cái gì là nghĩ gì là cũng nói đấy luôn, nói luôn để đỡ cãi nhau ấy. Kể cả những cái mà tranh luận ấy thì cũng cố gắng giải quyết luôn trong cái buổi hôm đấy, từ sau đỡ kiểu các nhà khác là rất hay bị kiểu là kéo dài không nói nữa. Xong hôm sau lại cãi nhau y chuyện đấy, xong rồi không nói nữa. Nó cứ dai dẳng kiểu ngày nào cũng chỉ cãi nhau về một chuyện thôi. Nhà mình thì hầu như không bị chuyện đấy. Nhưng mà sẽ có những chuyện mà mình cứ thích nói đi nói lại. Thì có những có điều gì mà nhờ anh rất muốn nhấn mạnh với vợ? Thì vẫn có một lời cảm ơn thôi. Gọi là gác đi những cái mà gọi là trước đấy là những cái mong muốn mà kiểu muốn đi làm rồi muốn cái này cái kia đi làm việc xã hội các thứ, nhưng mà kiểu vì chồng vì con thế là cũng gọi là ở nhà để chăm con, cũng vợ cũng luôn gọi là cố gắng để hoàn thiện mình, luôn cố gắng học những cái mới để chăm sóc gia đình tốt hơn, rồi học những món ăn mới, làm những món ăn mới để thử tay nghề rồi để cho chồng cho con ăn, là cái là chồng con cũng rất là ủng hộ ăn nhiệt tình. Ok, chúng ta hãy đến với câu hỏi nguy hiểm số 4. Câu hỏi này thì hơi nhạy cảm một chút, tuy nhiên là tôi phải thay hỏi luôn nha. Từng có lúc tôi rất muốn quay trở lại thời kỳ độc thân. Em không nghĩ là xanh cả đôi như thế này đâu. Wow. Là... Wow, vì sao? Ví dụ như nhà khác ấy, thì là có thể gửi em bé cho ông bà rồi đi chơi rất xả láng. Nhưng mà riêng nhà em đặc thù là ví dụ như đi quay như thế này này thì em sẽ nhờ bà ngoại trông một vài tiếng thôi. Sau đấy thì là buổi chiều hay là từ giờ đến tối là mình em trông và có anh ấy giúp đỡ. Hoặc là sau đấy bọn em đi du lịch ấy, thì là chuyến nào cũng có dứa. Nhà em thì rất là thích cho dứa đi du lịch. Thế mà cũng nhiều lúc là muốn quay lại cái thời mà ví dụ không có con, buổi tối chẳng hạn, buổi tối mà không đứng phải cho dướng ngủ chẳng hạn, thì bọn em có thể đi chơi đi ăn đi uống thôi. Đấy, nhưng bây giờ cảm giác cái việc đấy nó rất đơn giản, nhưng bây giờ cảm giác nó rất xa xỉ. Nhiều khi chỉ là nhớ lại cái ngày xưa chứ không hẳn là quay lại. Nhưng mà bận bị như thế tại sao hai người không thuê giúp được hả? Nhà em thì có cùng quan điểm là lại thích tự làm. Có thể là mua những cái thiết bị để phục vụ mình, chứ lại không thích có một người ở chung trong gia đình. Ok, không biết tương lai thế nào nhưng mà từ trước đến giờ là bọn em thế. Câu hỏi số 5 của hai bạn sẽ là một việc nhạy cảm hơn cả câu hỏi vừa rồi. Gọi là nói thẳng là 18 cộng. Tôi không còn quá hứng thú với chuyện chăn gối sau khi kết hôn. Ai phải trả lời thật nhá. Lên luôn. Tức là đấy, câu trả lời là không phải đúng không? Tức là vẫn hứng thú. Ôi, hay đấy. Chứng tỏ là... Nhưng mà vẫn ở trong một tí vẫn trẻ mà. Mà Trang ơi, ví dụ như là khi mà em mang bầu hay là khi em mới sinh em bé xong thì cái hứng thú đó nó có bị giảm không? Có, rất là có ảnh hưởng, nhưng mà em nghĩ bây giờ đến khoảng này là nó ổn định lại rồi. Cái tầm mới sinh xong thì sau khi sinh xong em thấy nó là một cái trẻ. Wow. Tại vì là mình đẻ thường hay sau đấy thì nó có một số chắc là phải ai đẻ rồi. Mình đã xong các câu hỏi nguy hiểm rồi. Mình có thể dành ra một phút sâu lắng và chìm đắm trong tình yêu. Và CJ và OB rất muốn được chiêm ngưỡng, được ngắm nhìn các cái cặp đôi bày tỏ tình cảm với nhau. Thì Nhật Anh với cả Trang có ngại không?
Bây giờ gạt cái này xong một bên đi, bây giờ bỏ cái này. Hết nguy hiểm rồi. Xin mời ạ. Nói chung là yêu chồng. Vì là xây dựng một gia đình rất là vun vén cho gia đình, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con. May là vợ cũng muốn như thế, cũng là một người vun vén cho gia đình, hai vợ chồng cùng vun vén hạnh phúc. Chờ đợi giây phút cuối cùng đấy thôi đúng không? Sao họ hôn nhau mà cảm giác như mình hôn nhau vậy? Kiểu thấy như kiểu có luồng điện chạy qua. Nổi lên cơn da gà rồi. Xin cảm ơn cặp đôi này. Xin cảm ơn Nhật Anh với Trang đã đến với chương trình và chia sẻ những cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Xin rất là vui khi hai vợ chồng đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay. Và CJ... xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Như các bạn thấy, chúng ta luôn luôn có những cặp đôi vô cùng thú vị và có những cái câu chuyện rất là đầy tình cảm, về những thứ gọi là hài hước và luôn luôn muốn chia sẻ. Các bạn hãy đừng quên bấm nút subscribe và các bạn có thể like. Nếu mà các bạn có những cái cặp đôi mà các bạn muốn chương trình mời thì các bạn có thể comment ở dưới và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.